Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 24 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường, nên phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Thời tiết mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều nắng nóng, nhiều mây không mưa. Về đêm có mây, độ ẩm cao, chỉ số UV tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống ngưỡng nguy cơ gây hại cao, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.